đợi bọn tôi ra đây có việc gì? Anh Đông, anh có gì thì nói đi. Hôm nay anh hẹn bọn em từ ra. Từ để em quay lại bằng chứng. Hôm nay anh hẹn bọn em ra đây để tuyên bố một việc rất là quan trọng. Đây là Mai, vợ sắp cưới của anh. Cô ấy là chân ái trong cuộc đời anh, là tia nắng trong tim anh. Từ ngày hôm nay, anh chỉ yêu một mình Mai thôi. À, ngày xưa anh trêu đùa tôi chưa đủ à? Hôm nay anh còn gọi bọn tôi ra đây để sỉ nhục thêm đúng không? Không. Thế thì để tôi trả anh cả vốn, cả lãi nhá. Vâng, em có thể nhẹ tay với anh được không? Linh à, ngày xưa anh đối xử với em tốt mà, nhở? Anh Huỳnh. Từ từ. Chị ơi, em cho anh nghỉ giải lao một tí nhá. Anh chóng mặt quá. Anh Đông. Em làm đi. Ui. Mình chia tay lâu rồi mà nhờ. Em bé không phải của anh đúng không? Cái đầu của anh ấy. Em lấy chồng rồi mà vẫn tham dự được à? Chồng thì sao? Anh Đông, anh đúng là yêu em thật lòng. Anh thương anh quá.